Trước mỗi đầu năm học, việc lựa chọn ngôi trường luôn là vấn đề được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm và trăn trở, đặc biệt là đối với các em chuẩn bị bước vào bậc phổ thông trung học. Chọn được ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho tương lai của các em sau này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Việt Âu là một trong những cái tên nổi bật được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh nhắc đến và lựa chọn. Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại ngữ pháp Clap Sentences, câu trẻ. Câu trẻ được dùng để nhấn mạnh các thành phần của câu, và câu trẻ đặc biệt quan trọng trong văn viết khi mà chúng ta không thể dùng ngữ điệu của mình để nhấn mạnh ý muốn. Thì ở đây, câu trẻ thường được dùng để nhấn mạnh ba thành phần của câu. Đầu tiên đó là nhấn mạnh chủ ngữ. Thứ hai là nhấn mạnh tân ngữ. Và thứ ba là nhấn mạnh trạng ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng phần của câu trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của câu trẻ. Đó là nhấn mạnh chủ ngữ. Người ta sẽ cho chúng ta một câu và yêu cầu chúng ta nhấn mạnh chủ ngữ của câu này. Thì để làm được dạng câu như thế này, chúng ta cần có 3 bước. Bước đầu tiên đó là chúng ta xác định xem thành phần người ta yêu cầu nhấn mạnh nằm ở đâu trong câu. Bước thứ hai, chúng ta viết ra công thức nhấn mạnh thành phần người ta yêu cầu. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ viết lại câu theo đúng công thức đó. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện 3 bước. Bước đầu tiên, nhấn mạnh. Bước đầu tiên, tìm xem coi thành phần người ta yêu cầu nhấn mạnh nằm ở đâu trong câu. Thì đối với câu này, chủ từ của chúng ta sẽ là Mr. John. Động từ là Con. Tân ngữ là The Boy. Và In the Morning sẽ là trạng ngữ. Vậy là chúng ta đã xác định được cái thành phần chủ ngữ mà người ta yêu cầu nhấn mạnh là nằm ở đây, là chữ Mr. John này. Và các bạn thấy chủ ngữ của chúng ta nằm ở đầu câu và đứng trước động từ. Các bạn lưu ý ha, chủ ngữ thì luôn luôn đứng đầu câu và đứng trước động từ. Như vậy, cái thành phần chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là chữ Mr. John. Bây giờ bước số 2, chúng ta sẽ viết ra cái công thức nhấn mạnh chủ ngữ theo yêu cầu của đề bài. Thì công thức để nhấn mạnh chủ ngữ đó là is cộng is hoặc was cộng với chủ từ cần được nhấn mạnh cộng với that hoặc who. Và sau khi cộng that hoặc who xong, chúng ta sẽ viết những cái thành phần còn lại của câu theo đúng thứ tự của chúng. Sự khác nhau giữa is và was là gì? Chúng ta dùng is khi cái câu gốc của chúng ta ở thì hiện tại, và chúng ta dùng was khi câu gốc của chúng ta ở thì quá khứ. Sự khác biệt giữa that và who? Khi mà chúng ta nhấn mạnh chủ từ của mình, ở hầu hết các trường hợp chúng ta đều có thể dùng that được. Nhưng khi chủ từ của chúng ta là người thì ngoài chữ that ra, chúng ta còn có thể dùng thêm chữ who nữa. Bây giờ chúng ta đã có công thức nhấn mạnh chủ ngữ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ 3, đó là viết lại câu dựa trên công thức này. Thì nhìn vào công thức, đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ gì các bạn? Đó là chữ it. Bước thứ 2, chúng ta sẽ viết chữ is thay chữ was đây. Thì chúng ta sẽ dựa vào động từ của câu. Thì các bạn thấy chữ call này đang ở thì quá khứ đơn. Chữ call, động từ được thêm ed. Thì bởi cái động từ này đang ở quá khứ nên câu phía dưới tương ứng chúng ta sẽ ghi là chữ was. Chủ từ cần được nhấn mạnh là Mr. John. Ở đây chúng ta sẽ dùng that hay who?
Mr. John là người, nên vì vậy ngoài việc dùng chữ that, các bạn còn có thể dùng thêm chữ who được nữa. Tức là ở đây các bạn vừa có thể dùng that, vừa có thể dùng who. Và sau đó chúng ta sẽ viết lại ở cái phần dấu ba chấm này. Chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại trong câu theo đúng thứ tự của chúng. Đó là call the boy in the morning. Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp ví dụ thứ hai nào. Con mèo ăn con chuột trong vườn. Thì chúng ta cũng sẽ làm theo đúng ba bước vừa rồi. Đầu tiên đó là nhấn mạnh xem. Đó là bước đầu tiên chúng ta sẽ tìm xem cái thành phần được nhấn mạnh nằm ở đâu trong câu. Câu này chủ từ của chúng ta là the cat. Động từ là eat. Tân ngữ là the mouse và in the garden là trạng ngữ. Như vậy chúng ta đã xác định được chủ ngữ của chúng ta là the cat. Và các bạn thấy cái the cat này đứng ở đầu câu và đứng trước động từ is. Giống như câu số 1 ha các bạn. Chủ từ đứng đầu câu và đứng trước động từ. Vậy là chúng ta đã xác định được thành phần cần nhấn mạnh là chữ the cat này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết ra công thức. Thì ở đây cũng đã có sẵn công thức. Và bước thứ 3, chúng ta sẽ viết lại câu theo đúng công thức này. Thì chữ đầu tiên chúng ta cần viết xuống đó là chữ it. Ở đây chúng ta dùng is hay was. Thì các bạn thấy chữ is ở đây của chúng ta đang là ở thời hiện tại đơn. Nên vì vậy tương ứng ở phía dưới chúng ta sẽ dùng chữ is. Chủ ngữ cần được nhấn mạnh là the cat. Bởi vì the cat là con vật nên ở đây chúng ta chỉ được dùng that, không được dùng who nha các bạn, chỉ được dùng that thôi. Và sau đó chúng ta sẽ viết những thành phần còn lại của câu theo đúng thứ tự của chúng. Đó là is the mouse in the garden. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong cái phần nhấn mạnh chủ ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần thứ hai, đó là nhấn mạnh tân ngữ. Người ta cho chúng ta một câu và yêu cầu chúng ta nhấn mạnh tân ngữ của câu này. Thì để làm được cái dạng này chúng ta cũng cần có 3 bước. Bước đầu tiên đó là xác định thành phần tân ngữ cần được nhấn mạnh ở đâu trong câu. Bước thứ hai, chúng ta viết ra công thức nhấn mạnh tân ngữ. Và bước thứ ba, chúng ta sẽ viết lại câu theo đúng công thức đó. Bây giờ chúng ta đi sang bước đầu tiên, đó là tìm xem thành phần tân ngữ nằm ở đâu trong câu. Chủ ngữ của câu này, đó là chữ Mr. John. Động từ là call. Tân ngữ là the boy. Và in the garden là trạng ngữ. Vậy các bạn thấy ha, cái tân ngữ mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là chữ the boy, đang đứng sau động từ. Trong khi đó, cái chủ ngữ chúng ta vừa mới nhấn mạnh với hồi nãy là chữ Mr. John á, thì lại đứng trước động từ. Như vậy là chủ ngữ thì đứng trước động từ, còn tân ngữ thì đứng sau động từ. Như vậy chúng ta đã xác định được cái thành phần mà chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là chữ the boy rồi. Bây giờ chúng ta qua bước số 2 là viết ra công thức nhấn mạnh tân ngữ. Công thức nhấn mạnh tân ngữ của chúng ta sẽ là is e hoặc is were cộng với object cộng với that hoặc whom. Và sau đó chúng ta sẽ cộng với những thành phần còn lại. Tương tự giống như nhấn mạnh chủ ngữ thì trong công thức của nhấn mạnh tân ngữ chúng ta dùng is khi câu gốc ở thời hiện tại, dùng was khi câu gốc ở thời quá khứ. Đối với chữ that và chữ whom, chúng ta dùng that khi nhấn mạnh tân ngữ. Nhưng khi tân ngữ của chúng ta chỉ người thì ngoài chữ that chúng ta còn có thể dùng thêm chữ whom được nữa. Tức là tân ngữ ở đây của chúng ta là người thì chúng ta có thể dùng được cả hai chữ that và whom. Bây giờ chúng ta đã có công thức nhấn mạnh tân ngữ rồi. Chúng ta sẽ qua bước số 3. Đó là viết lại câu theo đúng công thức này. Chúng ta sẽ viết lại câu nhấn mạnh tân ngữ the boy theo đúng công thức.
Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ is, was. Bởi vì chữ call ở đây là quá khứ, nên chúng ta sẽ dùng chữ is, was. Tân ngữ cần được nhấn mạnh là the boy. Bởi vì the boy là người nên chúng ta có thể dùng that hoặc whom đều được. Và sau đó chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại không được nhấn mạnh trong câu theo đúng thứ tự của chúng. Đó là Mr. John called in the morning. Sang ví dụ thứ hai thì cũng tương tự như câu số 1. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định xem cái tân ngữ cần được nhấn mạnh nằm ở đâu trong câu. Câu này chủ từ của chúng ta là chữ the cat, động từ là is, tân ngữ là the mouse và trạng ngữ là in the garden. Và cũng tương tự như câu số 1, các bạn thấy ha, cái tân ngữ mà chúng ta cần được nhấn mạnh ở đây, chữ the mouse thì nằm sau verb. Đây, nằm sau verb. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung nhấn mạnh cái chữ the mouse này. Bước số 2, viết ra công thức. Thì công thức của chúng ta đã có sẵn ở đây rồi. Và bước thứ 3, chúng ta sẽ viết lại câu này. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng chữ is, is. Như cô đã giải thích ở phần nhấn mạnh chủ ngữ thì chúng ta dùng chữ is ở đây là bởi vì cái chữ is này đang ở thời hiện tại. Nên chúng ta sẽ dùng chữ is tương ứng. Tiếp tục nhấn mạnh phần tân ngữ. Tân ngữ ở đây là the mouse, chúng ta viết xuống. Bởi vì the mouse là con vật nên chúng ta sẽ bắt buộc dùng chữ that và chỉ chữ that mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại không được nhấn mạnh trong câu theo đúng thứ tự của chúng. The cat is in the garden. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất xong phần nhấn mạnh tân ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần cuối cùng, đó là nhấn mạnh trạng ngữ. Người ta cũng cho chúng ta một câu và yêu cầu chúng ta nhấn mạnh trạng ngữ của câu này. Thì cũng tương tự như hai phần trước, chúng ta cũng sẽ có 3 bước. Xác định thành phần trạng ngữ cần được nhấn mạnh. Thứ hai, viết ra công thức nhấn mạnh trạng ngữ. Và bước thứ ba là viết lại câu theo đúng công thức. Chúng ta cùng sang bước thứ nhất. Thì như chúng ta đã phân tích đó, thì trong câu này trạng ngữ là chữ in the morning. Và các bạn lưu ý ha, trạng ngữ thì có rất là nhiều loại, như là trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, mục đích, lý do. Thì ngoài những cái từ cụ thể như là tomorrow, ngày mai nè, last week, tuần trước nè, yesterday, ngày hôm qua, thì đối với những cái từ chỉ trạng ngữ cụ thể thì chúng ta còn có những cụm từ trạng ngữ mà nó sẽ thường được bắt đầu bằng cái gì đây các bạn có để ý không? Trong cụm này, in the morning, nó bắt đầu bằng giới từ, chính xác. Cái trạng ngữ thường được bắt đầu bằng giới từ như là in, on, at, for hoặc là from. Các bạn viết lại cái mẹo này để sau này các bạn xác định thành phần trạng ngữ cho nhanh chóng. Và công thức để nhấn mạnh trạng ngữ đó là is cộng is hoặc was cộng trạng ngữ cần được nhấn mạnh cộng that. Ở đây chúng ta chỉ dùng mỗi chữ that mà thôi. Và sau chữ that này chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại của câu. Vậy là ở trong câu này chúng ta sẽ tập trung vào thành phần cần được nhấn mạnh, đó là in the morning. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bước số 3, đó là viết lại câu này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết là it was, bởi vì câu này đang ở quá khứ. Tiếp theo, trạng ngữ cần được nhấn mạnh ở đây là in the morning. Sau in the morning chúng ta sẽ viết chữ that. Và sau chữ that này chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại của câu theo đúng thứ tự của chúng. Mr. John called the boy. Sang ví dụ thứ hai nào các bạn. Thì ở ví dụ thứ hai này chúng ta cũng đã xác định rồi. Trạng ngữ của chúng ta ở đây là chữ in the garden. Và các bạn có thể thấy cái trạng ngữ in the garden này của mình bắt đầu bằng giới từ in. Công thức
thì chúng ta đã có sẵn ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ viết ra cái câu, chúng ta sẽ viết lại câu này theo đúng công thức. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi là XE, bởi vì chữ X của chúng ta đang ở thì hiện tại. Cân trạng ngữ, trạng ngữ cần được nhấn mạnh ở đây là chữ in the garden. Tiếp theo là chữ that và chỉ chữ that mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại không được nhấn mạnh của câu theo đúng thứ tự của chúng. Đó là the cat is the mouse. Như vậy là chúng ta vừa hoàn tất xong việc nhấn mạnh trạng ngữ. Trước khi kết thúc bài học thì chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại một chút xíu. Câu trẻ của chúng ta đó thường dùng để nhấn mạnh ba thành phần trong câu, đó là chủ ngữ, tân ngữ và trạng ngữ. Thì công thức chung của nó đó là is cộng is hoặc was cộng với thành phần cần được nhấn mạnh cộng với that và cộng với những thành phần còn lại. Thì khi mà cái thành phần cần được nhấn mạnh này của bạn á, nó là chủ ngữ á, chỉ người, thì chúng ta ngoài chữ that ra chúng ta còn thể dùng thêm chữ who được nữa. Và nếu mà cái thành phần cần được nhấn mạnh này của bạn là tân ngữ, chỉ người, thì ngoài chữ that này chúng ta còn có thể dùng thêm chữ hum được nữa. Bây giờ cô sẽ cho các bạn một ví dụ cuối cùng. Con chó nó sủa vào người lạ. Thì các bạn thấy ở đây người ta yêu cầu mình nhấn mạnh cái chủ ngữ là chữ the dog của câu này. Vậy thì đối với câu này mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ chuyển nó như thế nào đây để nhấn mạnh cái chữ the dog này? Thì đầu tiên theo đúng công thức chúng ta sẽ ghi chữ is. Sau đó dùng is hay was các bạn. Các bạn phải dựa vào cái động từ ở đây đúng không? Động từ bars ở đây. Động từ bars ở đây của chúng ta đang là thì hiện tại nên chúng ta sẽ dùng chữ is. Thành phần cần được nhấn mạnh là chữ the dog. Bởi vì the dog là con chó nên chúng ta chỉ dùng chữ that mà thôi. Và sau đó chúng ta sẽ viết lại những thành phần còn lại theo đúng thứ tự của chúng. Như vậy là các bạn vừa kết thúc phần câu trẻ. Chúc các bạn làm bài thật là tốt.